Uh, hùng lê xin được chào cả nhà và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục có một cái video thứ hai uh, cùng trao đổi với anh chị em một cái góc nhìn một cái góc nhìn đấy là vai trò của cổ phiếu trụ nhóm uh, gọi là cổ phiếu trụ và blue lưu vừa là chúng ta xếp vào một uh, một nhóm và và cái nhóm thứ hai đó là nhóm banh và chứng khoán trong các cái nhịp mà thị trường của chúng ta đánh break cản ở à, những cái vùng cản tâm lý, những cái vùng kháng cự à, và 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 chúng ta thấy rằng là ở trong cái quá khứ à, tại sao mà tạo lập họ lại phải dùng à, những cái nhóm ngành này để à, đưa thị trường đi qua một cái vùng cản rất là mạnh thì chúng ta thấy rằng là ban ban đầu ấy, khi mà thị trường mới hình thành một cái sóng tăng thì thông thường là à, thị trường sẽ đi rất là chậm thị trường sẽ đi rất là chậm chậm rãi chậm rãi sau đó thì nó đến một cái giai đoạn nào đó là bắt đầu nó gặp kháng cự thì nó sẽ có một cái giai đoạn tăng tốc ở đằng giữa và bắt đầu đến cái giai đoạn kháng cự bắt đầu nhập nhừng nhập nhằng đó thì chúng ta cũng có thể chúng ta nhìn lại cái chỉ số vn index ở đây chúng ta cũng đều hiểu như vậy ví dụ nó có giai đoạn tích lũy này ở giữa này thì nó có bắt đầu và đến những cái vùng kháng cự là gì nó bắt đầu có cái sự gì à đây, vùng kháng cự 1 1080 đây. Thì nó bắt đầu có một cái một cái cái những cái điểm lên điểm xuống và nó rất khó để nó vượt qua. Vậy thì để mà mà những cái nhóm mà để mà có thể mà đưa được à, chỉ số của thị trường vượt qua những cái vùng kháng cự phải là những cái nhóm cổ phiếu à, nó mang cái những cái đặc tính thứ nhất đó là vốn hóa lớn. Thứ hai nữa là có khả năng kéo được mạnh. Đó. Và thứ ba nữa là nó có những cái tác động rất là lớn ở trên thị trường. Đôi lúc chỉ cần cái nhóm cổ phiếu đó nó tăng điểm thôi Là nó đã đủ để đưa thị trường vượt qua được một cái vùng cản kỹ thuật nào đó Thì chúng ta thấy rằng là tạo lập thường xuyên à, sử dụng à, Để mà đưa thị trường của chúng ta đi qua những cái vùng cản như vậy à, Vậy thì ở đây thì chúng ta à, Cái bản tin này thì Hùng sẽ đưa các anh chị nhìn lại cái hành trình gần nhất Đó là vùng 1080 Thì tạo lập của chúng ta đã sử dụng đồng loạt nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán Để break cản 1080 và từ 1080 đó thì hiện tại cái index của chúng ta đã đi lên được đến vùng 1130, tức là tăng thêm được 50 điểm kể từ cái vùng nhỉ, vùng cản kỹ thuật ở đây. Đó. Rồi, và và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta lại đang nhìn thấy rằng là cái vùng 1130 sẽ lại đang trở thành một cái vùng cản tâm lý rất mạnh của thị trường, vùng 1130 đến 1135. Sẽ là vùng cản tâm lý rất mạnh của thị trường. Vậy thì ở đây thì tạo lập dự kiến sẽ sử dụng à cái nhóm ngành nào để mà có thể đưa được cả thị trường vượt qua được cái cửa ải đầy gian nan này đó vậy thì đấy là cái, cái ý thứ nhất mà chúng ta sẽ view lại để chúng ta nhìn lại trong quá khứ đó thì à, thông thường tại những cái vùng kháng cự mạnh thì tạo lập sẽ sử dụng một là trụ và blue chip hai là banh và chứng khoán để à, kéo thị trường break qua cản tâm lý và sau đó sau khi mà chúng ta nhìn nhận như vậy rồi á, thì hùng đánh giá lại là trong cái quãng thời gian gần đây thì dòng tiền bắt đầu tập trung đánh cổ phiếu trụ rất mạnh chính vì vậy à, phiên ngày hôm nay thì hùng đã khuyến nghị các anh chị à, trong team à, ai đang cầm các cái mã cổ phiếu trụ và blue chip thì chúng ta có thể tranh thủ để chúng ta ăn thêm và uh, sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích một uh, nhóm ngành đấy là nhóm ngành bán lẻ thì về bản chất tại sao chúng ta lại phân tích thêm nhóm ngành bán lẻ bởi vì bản chất trong này thì nó đã có con MVG và cổ phiếu PNG đó nó nằm trong cái bộ trụ nên là chúng ta phân tích thêm bởi vì cái xu hướng của nhóm ngành bán lẻ hiện tại cũng đang khá là tốt. Nhìn xu hướng cả dòng là tốt các anh chị. Rồi đây thì bây giờ chúng ta nhìn lại đây nhá, Hùng đánh dấu ở đây là cái chỉ số VN Index của chúng ta chính thức break cản 1080 thì Hùng sẽ view một cái tương ứng ở bên này để các anh chị nhìn thấy rằng là tại cái thời điểm đó thì tạo lập đã kéo những mã cổ phiếu gì. Ví dụ SSI. Các anh chị nhìn thấy đây ạ. Đấy chính là cái phiên mà break cản đấy thì đây chính là cái điểm xanh này thì SSI cũng đã tạo gáp tăng. Rồi, chúng ta xem HCM. Đó, HCM thì gáp tăng của ngày hôm đó không có mạnh lắm. Uh, VCI VCI thì gấp tăng ngày hôm đó cũng tạm tạm thôi. HCM VND. Đấy, VND thì cũng được, sau đó thì đấy, gấp tăng đẩy uh, nhóm chứng khoán lên đó. VX tăng khá tốt. Đó, sau đó thì VX tăng lên AGR. AGR thì bình thường nhưng AGR chỉ tăng ở phía sau này thôi. Vietcombank. Ok, đấy. Thì uh, ngay lập tức ở đó, sau cái 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 gọi là cái điểm để mà break lên 1, 1080 thì uh, tạo lập người ta đã kéo Vietcombank rất là mạnh đây, đúng không ạ? Rồi, ví dụ Bit. Bit trong phiên đấy cũng kéo. Công thương. Đấy, phiên đấy kéo, kéo rất mạnh. Rồi uh, ACB xem nào, một số các mã đấy, kéo ACB STB kéo từ đây kéo lên STB uh, Liên Việt Postbank có kéo đúng không ạ? SHB Đấy, đây nổi gáp luôn và tăng lên khoảng đâu đó 12.5. Đó thì các anh chị nhìn thấy là gì? Tại những cái vùng mà uh, thị trường của chúng ta cần break cản thì uh, tạo lập trong cái nhịp 1080 thì đã có vai trò cực kỳ lớn để mà kéo được từ vùng 1080 của index lên đến vùng hiện tại là 1130 thì đã có cái vai trò rất lớn của chỉ à, của của nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Vậy thì bây giờ quay ngược lại, chúng ta đặt một bài toán ngược lại là vậy bây giờ đây cũng là vùng cản tâm lý vậy thì ở cái vùng này thì khả năng cái nhóm nào sẽ là cái nhóm mà sẽ đưa thị trường của chúng ta tiếp tục à, để break cản bởi vì là cái quan điểm hiện tại thường vẫn giữ cái 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 xu hướng lạc quan đó là gì index của chúng ta sẽ tiếp tục bẻ 1130 để tiếp tục đi lên vùng 1140 và 1150 à, và điều kiện cần và đủ để mà thị trường của chúng ta tiếp tục cái hành trình đó đó là index của chúng ta test thành công ở vùng 1120 và phiên ngày hôm nay thì nó đã vẫn tiếp tục test thành công 1120 chính bởi bản tin tuần à, chiều nay thì chúng ta vẫn tiếp tục là gì ạ vẫn thỏa mãn cái điều kiện 1120 và khi vẫn thỏa mãn cái điều kiện 1120 thì đồng nghĩa với việc là cái cái cái, cái 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 hướng của chúng ta đề ra thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Thì ở thời điểm hiện tại thì các anh chị nhìn thấy rằng là theo quan điểm của hùng thì tạo lập sẽ sử dụng trụ và blue chip vừa để kéo thị trường. Và chính vì vậy nên là chúng ta nhìn thấy rằng là một số các mã cổ phiếu đã Uh, hút được cái dòng tiền cực kỳ tốt và Vinamilk thì rất là ok hai phiên ngày uh, phiên thứ sáu tuần trước của phiên này dòng tiền bắt đầu đánh 10 triệu cổ phiếu trên một phiên đây là một cái lực cầu nó gấp khoảng gấp 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 gấp, uh, gấp hơn gấp hai gấp 2,5 lần trung bình 21 phiên như vậy là chúng ta thấy rằng là tiền ở đâu mà nhiều thế ạ tức là tiền đã bắt đầu có cái xu hướng dịch chuyển sang một số các mã cổ phiếu trụ sau khi mà người ta chốt banh người ta chốt chứng khoán uh, đúng không ạ người ta chốt một số các cái mã cổ phiếu khác thì bắt đầu dòng tiền bắt đầu diện đóng đóng vào đây và các anh chị nhìn thấy đây là một nhịp mà dịa Vinamilk cũng có một cái mô hình hai đáy ở đây sau đó giật lên và nó bắt đầu hình thành có một chen tăng ở đây thì ở thời điểm này cũng như vậy ở đây các anh chị nhìn thấy là cũng có một cái một cái mô hình tương đối là 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 đẹp đấy giật lên test lại và sau đó test lại xong và bắt đầu giật lên đó thì ở đây là Vinamilk gần như nó cũng đã hoàn thành cái mô hình VK ở đây Ờ à đấy và trong phiên ngày hôm nay thì Vinamilk test khá đẹp, Xuyên soát vùng 68 đấy các anh chị này, cực đẹp luôn. Tức là phiên ngày hôm nay là một phiên mà ví dụ như là uh, chúng ta canh chúng ta gom thêm uh, cổ phiếu trụ thì rất là tuyệt vời. Và trong phiên sáng thì mình cũng đã có phân tích cho các anh chị một số các mã cổ phiếu trụ. Một số các mã cổ phiếu trụ sáng nay thì mình lựa chọn ra là cổ phiếu Vinamilk, MVDG và Man Sam thì đối với Vinamilk cái phiên ngày hôm nay nó kéo khá là giáp này thì các anh chị không biết là đến phiên ngày mai thì không biết nó có chỉnh cung hay không thì chúng ta cứ ke ke thôi tại vì là chúng ta cũng không biết được cái mức độ nó sẽ chỉnh cung về đâu nên là các anh chị có thể đặt ở khoảng quanh vùng 69 sau đó thì thòng thòng thêm khoảng vùng 68 68.5 đó là loại như thế à... Uh, MSN MSN Mansan đó và Man San uh, thì ở đây các anh chị này thì Man San ở đây chúng ta cũng nhìn thấy rằng là Man San cũng đã có một cái hành trình giảm tương đối là mạnh Và đây nó test lại cái vùng 70.5 tương đối thành công như thế này là tương đối thành công Và đến thời điểm hiện tại thì Man San của chúng ta cũng đã có diện, có một cái lực hồi Và đương nhiên cản 80 là cản mạnh thì nhịp thứ nhất nó chạm gần suy sát cản 80 thì nó test lại này Và nhịp này thì khả năng nó cũng sẽ chạm cản 80 và sau đó diện nó sẽ test cung quay trở lại đây Thì chúng ta lưu ý là Uh, đối với Masan thì uh, có thể là phiên ngày mai thì nó vẫn sẽ có ở đây này các anh chị cứ kè kè ngang ngang này này áng áng đấy khoảng, khoảng quanh vùng 76.5 76.5 tức là khả năng nó vẫn còn test về đây và sau đó thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái cơ hội mà Masan bứt uh, vượt thoát vùng cản 80 với một cái lực cầu đây Masan đang đánh khoảng tầm độ 2 triệu 2 triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên là đẹp rồi các anh chị đó thì khả năng với cái xu hướng hiện tại như thế này thì Masan cũng sẽ có một cái hành trình Uh, dự phóng là nếu như mà cái kịch bản chúng ta phân tích đúng thì chắc chắn là mang Sang sẽ kéo và đâu đó nó sẽ hình thành một cái sóng tăng ở bên này cổ phiếu bản Việt cũng khá là hay BVH ở thời điểm hiện tại nó cũng đang tích lũy gì đấy các anh chị trụ ấy trụ đang tích lũy khá tốt 43.5 đến 44 và nó cũng bắt đầu có cái mô hình một đáy hai đáy ba đáy nó test lại ba đáy đấy phiên ngày mai phiên ngày hôm nay nó nó một cái cây nến trả cung cũng rất đẹp luôn đấy nó trả lại quanh quanh vùng 41.5 đến khoảng vùng 44.8 và rút chân lên 45.2 cực đẹp cây nến này tức là nếu mà thuần về kỹ thuật sau một phiên đẩy mạnh và nó xuất hiện một cây nến test với bóng nến dưới dài và nó test sâu vào ăn sâu vào trong cái cây nến tăng thứ nhất và sau đó nó lại vượt qua khỏi đầu cây nến thứ nhất thì đấy là một cây nến 10 điểm có thể là gọi là điểm tuyệt đối và với xu hướng hiện tại thì các anh chị này ngày mai có thể canh này canh thêm ở quanh vùng 45 46 45 À, xin lỗi cả nhà 45 45 45 này hoặc là 44.5 44.5 45 tức là mình 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 ke ke sát sát ở dưới này này Đấy sẽ là những cái vùng mà có thể là nó sẽ còn nhún lại đó và sau đó thì chúng ta sẽ chờ đợi uh, break cản 46 và khi nào đè được cản 46 với lực cầu đột biến thì đấy có thể chúng ta sẽ mở điểm mua hết ở đấy. Đó, cái cách là như vậy. Uh, FPT hiện tại cũng đang khá là ok, nhìn uh, cái cách đi của FPT nó đi hơi uh, lững thà lững thững thôi nhưng mà uh, cái cách đi thì cũng đang kỳ vọng là nó đi theo kênh. Đó, hiện tại FPT thì cũng đang cầm đó, nó đi này và nhịp này biết đâu được đấy, cái mục tiêu hơi xa xăm nhưng mà không biết là có đạt được không, đó là nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 94 đến khoảng vùng 95. Rồi về đến vùng này thì chúng ta chốt bớt đi và chúng ta lại gì ạ? À, chúng ta lại chờ đợi một cái cơ hội để chúng ta gom lại thì FPT thì nó đánh chậm chắc bởi vì trong cái thời điểm hiện tại là cái vùng 83 83.5 này nó trụ khá là tốt. Phiên ngày hôm nay thì lực cầu cũng chưa được cải thiện lắm, tuy nhiên nó cũng có cái nền rút chân và rút lại trên cái vùng kháng cự 85.5, như vậy là tạm ổn nhìn chung xu hướng của fpt khá là tốt rồi à, cổ phiếu mvdg cũng rất là đẹp ở trong thời điểm hiện tại rồi các anh chị à, mặc dù là chúng ta thấy rằng là mvdg cũng đã có một cái sự khủng hoảng rất là lớn về nhân sự về doanh thu đúng không đấy là những cái thông tin không thực sự là tích cực tác động lên doanh nghiệp này à, tuy nhiên trong một cái khoảng thời gian tương đối dài sau những cái sự khủng hoảng đó thì cổ phiếu bắt đầu có một cái sự xây nền và ít nhất là nó đã test thành công một lần hai lần ba lần ở vùng 38 đó và nó tích lũy thành công Uh, lực cầu tiếp tục được đẩy khá là mạnh Và uh, cái vùng hỗ trợ 41.242 đây nó đang rất là ok Phiên ngày hôm nay thì đã đánh lên cái cản 44 uh, Nhìn về mặt xu hướng của cơ Thì khả năng lùng vẫn tiếp tục kỳ vọng là nhịp này nó sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 48 Ít nhất là 48 Thế còn uh, lên được đến vùng 48 Rồi uh, cái xu hướng để mà 48 đến vùng 50 các anh chị nhé Bởi vì đây là vùng cản này Thì các anh chị nhìn thấy là Cái thông thường là khi mà cổ phiếu lên đến vùng cản á, Thì nó sẽ cũng phải mất... Uh, mất thời gian nó mất thời gian mất công sức để mà diện nó đánh và nhịp này thì vì là tiền nó đang đánh thụ mà nên khả năng cao là 48 đến 50 là chắc chắn rồi thế còn lại cái câu chuyện là lên lên đây thì nó sẽ chỉnh cung như nào thì khi đó thì chúng ta sẽ đi ạ. phân tích tiếp cổ phiếu png cũng rất là ok đó thì png là cũng gần như là nó cũng đã diện ờ, nó khủng hoảng hình như là khủng hoảng giống mờ với g sao ta và nó cũng đã đã test thành công được cái vùng 70 ở trong ngắn hạn 1 lần, 2 lần, 3 lần và lần này về 70 và nó bắt đầu nó gì ạ? Lực cầu bắt đầu được đẩy lên. À, khá là đẹp nếu như các anh chị mà để ý đến PNG thì chúng ta đã có thể vào được những cái điểm điểm vào quanh vùng 71.5, 71.6. Sau đó thì chúng ta tiếp tục vào được ở quanh điểm 73.5 đến 74.5. Đây cũng sẽ là điểm mà thậm chí điểm này ngày có hai phiên, hai phiên ngày hôm nay đều có, đều có cái điểm này. 74.5 à tương đối đẹp. Nhìn chung thì khả năng là nó cũng sẽ chữa chạy được ngay đâu nên là vẫn sẽ còn những cái vùng các anh chị cứ đặt chung khoảng vùng 74.5 đến khoảng vùng 75 khả năng là vẫn còn ở đây. Đó vẫn còn ở đây. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhịp này thì chúng ta sẽ ngắm cản 78 khả năng là đẩy lên 80. Đẩy lên 80 rồi nó chỉnh cung nhẹ nhàng một tí nữa thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng là PNG có bứt được cái cản 80 hay không đó và khi bứt được cái cản 80 thì cái đấy là cũng một cái chen rất là 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 sâu ở sau này thì đấy là cái xu hướng tiếp theo của PNG ờ, trong nhóm ngành bán lẻ thì nó còn có thêm cái mã cổ phiếu pet nó cũng tạm gọi là 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 blue chip cũng được bởi vì con này bây giờ nó cũng to to rồi nó cũng không bé nữa thì con pet cũng đã hình thành được một cái điểm đánh và hiện tại thì trang kỹ thuật của con pet này đánh rất hay các anh chị nhìn thấy đây này chúng ta view lại một tí đó nó cứ đánh lượn 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 và dần dần nó cứ lượn lượn lên lên dần thôi và cái xu hướng hiện tại của nó thì đang rất là ổn rất ổn các anh chị đó trong hai tuần gần đây thì nó tích lũy ở quanh vùng 26.5 khá là tốt ở phiên ngày hôm nay thì lực cầu tốt triệu tư và tiếp tục đẩy break cản 28 Uh, có khả năng nó sẽ test nhẹ nhàng lại nếu đẹp ở trên 28 cộng và tiếp tục kéo. Mục tiêu thì có thể ngắm về vùng 30 đến khoảng vùng 32. Cổ phiếu uh, DGVK. DGVK thì uh, đây. DGVK thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, nó cũng đang đi uh, một cái trang kỹ thuật khá là hay, tức là nhóm ngành bán lẻ hiện tại là ông thấy rằng là cái trend của thằng Digiwo và thằng Pet nó đang khá là tương đồng. Đó và nó cũng chạm kênh dưới và nó bật lên kênh trên. Hiện tại thì nó cũng phiên ngày hôm nay thì tiếp tục break được lên vùng 41 cộng. Đó, thay vì chúng ta bán đi thì chúng ta sẽ uh, xem xét ở cái vùng 1120 và chúng ta cân vào nó và những cái tài khoản mà tại sao hôm này nói rằng là khoảng tầm 80% anh chị em sẽ tiếc nuối trong phiên ngày hôm nay bởi vì là mọi người đa phần là nghe những cái truyền thông rồi nghe khởi tố rồi nghe tùm lum tà la rồi là nghe đủ các thứ để à, hù dọa như vậy là chúng ta tự dưng là chúng ta tâm lý nó không ổn định và chúng ta bị mất hàng và bản thân thì à, trong cái phân tích mà ông đã có phân tích ở trong cái à, cái bản tin mà ngày hôm qua đấy là điều tra thao túng cổ phiếu api AIDG, thì à, nó sẽ có những cái tác động như thế nào thì ông cũng đã view cho các anh chị một cái góc nhìn từ quá khứ à, trong quá khứ thì à, như thế nào trong hiện tại thì như thế nào và ông cũng đã có Uh, cái ý chia sẻ đấy là gì đối với những cái nhóm ngành cổ phiếu mà nó bị khởi tố thì chắc chắn là nó bị ảnh hưởng và ngày hôm nay thì một số các cái mã cổ phiếu đấy thì gần như là nằm sàn đó thế còn về thị trường thì theo quan điểm của hùng là ít bị tác động bởi vì hiện tại thì uh, cái lòng thị trường nó cũng đang khá là tốt thì đấy là một số các cái quan điểm mà chúng ta đưa ra để chúng ta nhìn nhận chúng ta đánh giá và trên những cái quan điểm đó <laughs> thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục theo dõi các cái diễn biến của thị trường ở trong phiên để chúng ta diện để chúng ta cập nhật Đấy. Thì cái nội dung thứ hai đó là nội dung là vai trò của các cái cổ phiếu trụ và blue à, banh và chứng khoán trong các nhịp đánh đáy cản và à, từ cái vai trò đó thì Hùng có dự báo rằng là khả năng ở nhịp này thì tạo lập sẽ sử dụng trụ và blue vừa để đánh break à, cản. Tất nhiên, đấy là cái xương sống, còn có thể là người ta sẽ kết hợp thêm à, một số các mã cổ phiếu banh hoặc là người ta sẽ kết hợp thêm một số các cái mã cổ phiếu của bất động sản dân cư. Ví dụ như DG, ví dụ như Đất Xanh hoặc là đó L14 tức là một số các cái mã cổ phiếu mà nó mang cái tính truyền thông lớn đó rồi có thể thậm chí là ngoài những cái trụ này ông phân tích thì họ có thể dùng Sapico rồi một số các cái mã cổ phiếu trụ khác VDC đó vân vân vân, vân. nhưng ở trong số các cái mã cổ phiếu trụ thì ông chỉ lọc ra một số các mã cổ phiếu đó là Vinamilk, Mansan, bản Việt là ba cái thằng ngoài đạo thế còn lại là M với và điizuwa nó nằm ở trong cái thư mục gọi là nhóm ngành bán lẻ à, thằng fpt thì nó nằm ở cái ngành công nghệ thì đấy là một số các cái mã mùng cơ bản nó lọc ra cho anh chị ok bản tin ngắn nó sẽ chỉ như vậy thôi và các anh chị em còn có những cái thắc mắc gì thì chúng ta sẽ comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần hùng sẽ dành thời gian để trả lời à, ngày hôm qua thì rất nhiều câu hỏi nhưng mà đến thời điểm này là cũng chưa có trả lời được cho anh chị tối nay hùng sẽ trả lời bởi vì là cũng khá là bận À, trong một ngày thì hùng phải xử lý khá là nhiều công việc, nào là phân tích thị trường, nào là ngắm xem xem thử là nó có thủng không, nó thủng thì làm cái gì, rồi định hướng cho anh em như thế nào, vân vân và vân vân nên là và đặc biệt là trong phiên ngày hôm nay thì à, cũng chia sẻ rất thật với các anh chị em là à, cực kỳ căng thẳng các anh chị, không thể nói không căng thẳng được. À, các ông nào mà cứ bảo là không phiên này có cái gì đâu anh, nhẹ như lông hồng đấy ông nói phét, nói phét hết. Phiên ngày hôm nay xin thưa với các anh chị là hùng Lê gọi là gọi là căng mạch máu não luôn để coi như theo dõi từng cái chỉ số từng cái cái diễn biến của thị trường để mình mình phán đoán xem thêm à như vậy về đấy ông làm gì thì rất may đấy đầu tiên đấy đầu tiên là là hùng hùng nhìn thế này hùng nhìn ở trên cái cái chạc kỹ thuật giờ á là ông cười là 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 mình mình có cảm 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 giác rồi ví dụ cái cây nến giờ thứ nhất ấy, các anh chị nhìn thấy cây nến giờ thứ nhất này nó nút về đây xong nó rút lên à mình bảo ừ may quá thế này có khi ổn ổn xong đến cây nến giờ thứ hai các anh chị căng thẳng lắm, cực kỳ căng thẳng luôn. Đó. Nó lại mút về phát này xong nó lại view lên phát. Đến cây nến giờ thứ ba thì nó treo lưng chừng. Đến cây nến giờ thứ tư thì đây là cây nến giờ định mệnh. Cũng có cũng có chat ở trên room thảo luận của của của, của 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 của, nhóm thảo luận là 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 định mệnh. Em search lại từ định mệnh xem nào. Có có. Uh, 5 phút định mệnh <laughs> anh em bây giờ hôm, hôm nay uh, anh em chat tưng bừng đó tức là um, gọi là một cái cây đến giờ cực kỳ là quan trọng các anh chị cực kỳ quan trọng đấy thì thì bắt đầu là đến 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 14 giờ là hùng thấy rằng à như thế này sống rồi tức là cây đến giờ này là cây đến giờ thứ tư đó thì những cây đến giờ này là mình còn đang đang kiểu gọi 50 50 nhưng mà mình cảm thấy rất là vui cứ mỗi lần chạm đây là nó rút chân mỗi lần chạm đây rút chân đã lần chạm đây rút chân căng thẳng lắm các anh chị đó và 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 một cái kết cục có thể gọi là may mắn các anh chị nói may mắn được hay là thế nào được mà theo hùng thì là may mắn may mắn may mắn cho thị trường là à cái cây nến giờ kết phiên nó lại trõi lên trên này chứ nó không phải thòng xuống thế này đấy là cái sự may mắn tất nhiên là nói may mắn thì cũng 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 gọi là được mà nói gọi là cái gì nhỉ nó thuần về kỹ thuật cũng được nhưng phiên ngày hôm nay là phiên cực kỳ căng thẳng căng não và đau đầu đau đầu lắm các anh chị đau đầu và thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc phiên ngày hôm nay thì hùng tặng các anh chị hai bản tin video vui à, bản thân hùng thật rất, rất là vui vui cho nhà đầu tư vui cho anh em bởi vì là thị trường đã như thế này thì chúng ta còn cơ hội à, phiên ngày mai phiên ngày kia phiên ngày kìa chúng ta còn cơ hội mà còn cơ hội cho hùng lê cũng đồng nghĩa với còn cơ hội cho anh chị em còn cơ hội cho nhà đầu tư nên là rất là vui đó thì chiều nay chúng ta đưa ra hai góc nhìn như vậy vậy thì rất là tuyệt vời và phiên ngày hôm nay là một phiên cực kỳ căng thẳng căng não các anh chị và và rất may không biết các anh chị như thế nào thì hùng không rụng một cổ phiếu nào luôn không rụng luôn và chúng ta vẫn nắm ví dụ CSV vẫn nắm này, rồi VCG vẫn nắm này, đó, rồi VGI vẫn nắm này, thậm chí con VGI hôm nay VGI hôm nay lại còn 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 VGI hôm nay lại còn phá chuồng nữa chứ. Đấy, thấy chưa các anh chị? Đấy, VGI hôm nay còn phá chuồng, rất đẹp. Đó. Thế thì uh, thôi, uh, chia sẻ ngắn gọn như vậy, rất mong anh chị em nhà đầu tư uh, chúng ta sẽ tiếp tục uh, đồng hành, uh, tiếp tục học tập và tiếp tục uh, trưởng thành trên uh, cái con đường đầu tư chứng khoán, à, sự thành công của các anh chị em trong team cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng cũng là sự thành công của hùng lê và uh, rất mong là team của chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục phát triển và uh, ngày càng có nhiều thêm anh chị em nhà đầu tư của chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền ở trên thị trường chứng khoán. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản tin ngắn tiếp theo.